công ty nhà đất huyện Trang Thái. Xin chào cô chú và anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang có mặt ở ấp Phước Thuận của xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là có một căn nhà vườn nghỉ dưỡng mái Thái khá là đẹp luôn, đang kêu bán với giá là 2 tỷ 650 triệu. Để em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Nhưng mà trước tiên là em sẽ giới thiệu về cái vị trí và cái con đường đi ở đây trước, để cho cô chú anh chị mình có thể dễ hình dung hơn về cái đoạn đường mà đi vô căn nhà của mình nha. Em đang đứng trên mặt tiền đường công cộng này là khoảng 3,5 m. Đường này là một cái con đường thông luôn. Xe 4 chỗ, 7 chỗ hay là 16 chỗ là em thấy anh chị có thể ra vô tới luôn ha. Nếu như mà mình đi theo cái hướng này cũng là một cái đoạn đường để anh chị có thể đi thông ra ngoài đường Một Quan nha. Đó là một hướng ha. Rồi, còn cái hướng ngược lại này nè, thì anh chị mình đi khoảng 350 m là mình sẽ đụng đường Một Quan. Còn nếu như mà mình đi thêm từ đây mà mình đi ra khoảng 750 m á, là anh chị sẽ đụng đường tỉnh lộ 870B hay còn gọi là đường Phạm Hùng của hiện tại bây giờ nha. Đó, thì xe ô tô là anh chị ra vô tới nhà mình thoải mái luôn. Đó, anh chị xem xe ô tô đi được nè ha. Ở đây thì điện nước wifi là sẽ có đầy đủ hết luôn nha. Còn đây là cái căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Đó, một căn nhà vừa nghỉ dưỡng cũng khá là dễ thương luôn. Căn nhà của mình á, thì hiện tại là chủ đang kêu bán á, với tổng diện tích là khoảng 700 m². Thì trong đó mặt tiền bề ngang căn nhà của mình là khoảng 20 m. Chiều sâu vô á, là 35 m. Trong đó là có 48 m² thổ cư luôn. Và chủ kêu giá là 2 tỷ 650 triệu. Nhà vườn nghỉ dưỡng thuộc về thành phố Mỹ Tho, đường ô tô, mà giá chỉ có 2 tỷ 650 triệu thôi. Cũng khá là hiếm luôn mới có được đó anh chị. Thì anh chị hãy cùng theo dõi với em ha. Mặt tiền bề ngang 20 m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ vị trí này. Đây anh chị xem cái bức tường màu xanh này ha. Mình sẽ đo dài qua bên đây luôn. Là nó sẽ tới cái khoảng ở đây nè anh chị. Để em chỉ ha. Rồi thì anh chị mình cùng xem nè, là sẽ tới ngay chỗ cái khoảng này là khoảng 20 nè anh chị. Chiều sâu vô hết đất của mình là khoảng 35 nha. Thì thật ra là cái miếng này của chủ là nó tới khoảng 900 mấy m² á. Nhưng mà bây giờ do là chủ người ta cần tiền cho nên là mới cắt ra để bán. Thì chủ chừa cái phần bên đây, từ đây qua bên đây là chủ sẽ chừa lại để xây nhà ở kế bên đây luôn. Còn cái phần bên đây á, 20 m mặt tiền bên đây là chủ sẽ bán cho anh chị mình ha. Thì mai mốt về là anh chị mình sẽ làm hàng xóm chung với chủ đất ở đây ha. Một căn nhà em thấy xây nhà mái Thái nè, thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Và cái cổng của mình nè, xây dựng rất là kiên cố luôn và rất là riêng tư luôn ha. Đó, điện nước wifi ở đây là có đầy đủ luôn. Ở đây là em thấy có camera an ninh luôn nè anh chị. Rồi, dẫn anh chị mình cùng đi vô xem nhà ha. Xe ô tô 16 chỗ là anh chị mình có thể đậu trực tiếp trong sân nhà của mình luôn nha. Nắng cháo quá em không thấy đường nè. Đó. Khi mà ở ngoài á, bước vô tới cái căn nhà của mình á nha, là đầu tiên là mình sẽ có một cái sân đậu ô tô khá là rộng luôn, một cái khoảng rất là trống luôn ha. Thì bên đây là chủ có chừa một cái khoảng để cho mình có thể trồng những cái loại cây trái mà anh chị mình yêu thích nè, hoặc là mình trồng rau củ ha. Đây, chủ có làm một cái giàn mướp rất là dễ thương luôn. Nhưng mà do cũng cận Tết không có thời gian nhiều nè, nên là cũng ít có chăm sóc, cái em thấy nó cũng bị héo bớt rồi nè. Đó, còn đây là căn nhà của mình, nhà mái Thái luôn ha anh chị. Chủ có làm sẵn mấy cái giàn này nè, anh chị mình trồng những cái loại dây leo á, để cho dây leo đó có thể leo lên đó rồi có trái á, anh chị rất là dễ thương luôn ha. Đó, bên hông mình là còn một cái khoảng trống này nữa nè. Ở đây là cái phần đất để mình có thể trồng rau củ nữa nè. Đó, cặp theo vách tường ha. Nhà của mình á, thì ba phía là đã có hàng rào rồi, chỉ có ở phía cuối đất là chưa có hàng rào thôi ha. Đây, anh chị mình xem đây là nguyên cái căn nhà mái Thái của mình nè ha. Ở ngoài đây thì có trồng một cái cây bông hồng rất là xinh đẹp luôn. Đó, anh chị xem. Rồi, dẫn anh chị mình cùng đi vô xem nhà nha. Thì ở phía ngoài mặt tiền nhà của mình nha, em thấy là chủ ốp gạch được lên tới trần luôn nè. Còn ở trong thì trần là trần la phong nha anh chị. Đó, thấy cưng ghê luôn á. Rồi mình sẽ đi vô trong cái phòng khách của mình ở trong đây nha. Cái này thì chủ chỉ bán nhà cho anh chị thôi nha. Còn tất cả những cái đồ nội thất này là chủ sẽ đem đi hết luôn ha. Thì phòng khách là cũng có cửa sổ nè anh chị, rất là thoáng mát luôn. Bên đây thì là một cái khoảng trống có thể để
để bàn làm việc đồ nè, đó, hoặc là những cái tủ để anh chị có thể để đồ đồ cũng được ha. Còn ở trên đây là phần cái khoảng không gian phòng thờ của mình nha anh chị. Đó, kế bên phòng khách đây là cái ở trên đây là không gian phòng thờ của mình ha. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình đi xuống phía sau nha. Nhà mình thì sẽ có hai phòng ngủ. Thì để em sẽ quay phòng ngủ cho anh chị mình xem trước nha. Hai phòng ngủ thì cũng sẽ giống như nhau luôn. Đây là cái phòng thứ nhất nè. À, trần thạch cao nè, có một cái cửa sổ riêng luôn. Rồi gạch thì được ốp cao tầm khoảng 1,5m tới 1,6m, nhìn cũng rất là sạch đẹp cho căn nhà của mình luôn ha. Phòng ngủ thì em thấy cũng khá là rộng rãi luôn. Mình có thể để một cái giường nè, rồi thêm một cái tủ đồ nữa là vẫn còn rộng luôn ha. Hai phòng ngủ thì cũng sẽ giống như nhau luôn. Thì đây là cái phòng thứ hai của mình nè, cũng là trần thạch cao luôn, có cửa sổ riêng luôn ha. Đó, gạch thì cũng được ốp cao luôn. Bên đây thì là một cái khoảng không gian giống như chỗ để anh chị có thể ăn uống nè. Bên đây thì là bếp nấu ăn nè, bồn rửa nè, tủ để chén dĩa nè ha. Rồi ở đây thì để một cái bàn để mình có thể ngồi ăn cơm ở đây nè. Đó, anh chị xem. Rồi bên đây thì cũng có một cái cửa sổ để thông ra phía ngoài luôn. Nhà vệ sinh của mình thì sẽ nằm ở phía cuối ở dưới đây luôn nha. Đó, nhà vệ sinh nè, có một bên thì là để mình đi vệ sinh, một bên là phòng tắm riêng luôn nè ha anh chị. Gạch thì cũng được ốp cao luôn. Thì đây cũng là một cái khoảng trống nữa để anh chị có thể giống như là mình để mấy cái tủ nè, mình có thể để đồ, những cái đồ mà mình chưa sử dụng á, anh chị có thể để ở cái góc cuối nhà này ha. Bên đây thì sẽ có hai cái cửa, một cái cửa thì để thông, ôi ở đây là có một cái sàn nước nữa nè anh chị, nó ở đây cũng khá là rộng rãi luôn ha. Anh chị có thể làm thêm một cái nhà bếp ở riêng ở phía ngoài đây, hoặc là thêm một cái nhà kho hay là cái phòng ngủ ở đây luôn ha. Đây là một cái cửa để anh chị có thể thông ra ngoài phía trước nè, đó là một cái cửa ha. Rồi bên đây thì sẽ có thêm một cái cửa nữa để mình có thể đi ra ngoài khu vườn nè anh chị. À, ranh giới đất của mình là sẽ tới nửa cái ao này nha. Cái ao này là một phần là của bên mình, một phần là của bên kia. Thì nhà mình ở bên đây là chùa nè anh chị. Nhà mình là kế bên chùa luôn ha. Ở phía cuối đất thì chưa có hàng rào, nhưng mà xung quanh ba phía thì cũng đã có rồi nha. Đó, đây là một cái khoảng đất trống của mình để cho anh chị mình có thể trồng trọt cây trái đâu nè. À, thì phía sau cái bức tường đỏ này, cái vị trí này là chủ người ta chừa lại để mai mốt xây nhà ở nè. Còn cái phần này là mã của trong gia đình luôn, nhưng mà chủ cũng đã xây một cái bức tường kiên cố để ngăn ra luôn rồi ha. Cây trái thì hiện tại em cũng thấy có nè. Em thấy bơ nè ha, rồi bưởi nè, rồi em thấy xoài, ổi hay là nhãn có đầy đủ luôn. Em thấy có cả cây dừa trên đó nữa kìa. Rồi thì để bây giờ em sẽ mở định vị lên để cho anh chị mình cùng xem nha. Ở đây là thuộc về ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha. Nhà mình thì sẽ nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng 3,5m. Đường này là xe ô tô đi ra vô thoải mái luôn. Nhà mình là có sân đậu xe luôn ha. Tổng diện tích mà chủ bán cho anh chị là khoảng 700m², trong đó mặt tiền bề ngang là 20m, chiều sâu vô là khoảng 35m và có 48m² thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 2,650,000,000. Giá cả thì anh chị mình có thể đi xem và mình gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Chủ chỉ bán nhà cho anh chị thôi nha, còn tất cả những cái đồ nội thất trong nhà là chủ sẽ đem đi hết ha. Rồi, để em sẽ mở định vị cho anh chị xem nè. Nhà của mình á là sẽ được nằm ở hướng đông bắc nha. Đó, hướng đông bắc ha. Đây, em sẽ mở định vị cho anh chị xem. À, cái vị trí ngôi nhà của mình ở đây á, em thấy cũng rất là lý tưởng để cho anh chị mình xây nhà vườn luôn. Bây giờ mà thành phố Mỹ Tho và kiếm một căn nhà vườn như thế này em thấy cũng khá là hiếm luôn á. Đây giống như là hàng hiếm luôn á anh chị. Chỉ có một cái là nhà mình kế bên phần mộ với lại kế bên chùa thôi. Rồi, để em sẽ mở định vị cho anh chị mình cùng xem ha. Từ vị trí nhà mình mà anh chị đi ra tới ngoài đầu đường 870B hay còn gọi là đường Phạm Hùng của bây giờ thì chỉ có 750m thôi, khá là gần luôn ha. Rồi thì để em xem thử coi từ vị trí nhà của mình ở đây nè mà anh chị mình đi ra tới ngoài quốc lộ 1A đi ha. Từ đây anh chị ra đó là chỉ có khoảng 2,3 cây số thôi.
ngay chỗ mà cái ngay chỗ nghĩa trang liệt sĩ á anh chị, ngay chỗ cổng chào mà đi vô khu công nghiệp thành phố Mỹ Tho á, 2,3 cây số là 6 phút nha. Rồi để em sẽ mở chợ cho anh chị xem ha. Thì ở đây á, em thấy gần mình á cũng có khá là nhiều chợ luôn nè. Chợ Trung An cũng có, rồi chợ Trung Lương rất là nhiều luôn, nhưng mà chợ gần nhất thì là chợ Trung An, cho nên là em sẽ xem thử ha. Thì từ vị trí nhà của mình ở đây á, mà anh chị đi tới chợ Trung An thì trung bình là khoảng 2,3 cây số nha. Anh chị mình đi chỉ có khoảng 5 phút là mình sẽ tới chợ Trung An, 2,3 cây số ha. Còn nếu như mà từ vị trí nhà của mình á, anh chị mà cho con em mình đi trường học á, thì mình sẽ đi trường mầm non, trường mẫu giáo nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Phước Thạnh luôn. Trung bình anh chị mình đi trong bán kính khoảng 3,5 cây số là sẽ tới nha. Đây anh chị mình xem nè. Đây là trường Trung học phổ thông Phước Thạnh, kế bên là có trường mầm non Phước Thạnh nè. Đó, rồi ở đây thì sẽ có trường tiểu học Phước Thạnh, bên đây là có trường trung học cơ sở Phú Thạnh, ủy ban của xã Phước Thạnh luôn. Đó, kế bên trạm y tế đâu nè. Rồi siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh, bưu điện nè. Trung bình anh chị mình đi là khoảng 3,5 cây số là 7 phút thôi là sẽ tới tất cả những cái tiện ích luôn, như là chợ, trường học, ủy ban ha. Đây thì thuộc về trung tâm của thành phố Mỹ Tho rồi. Để em xem thử từ đây nè, mà anh chị đi tới cụm khu công nghiệp Trung An của thành phố Mỹ Tho á, là 5 cây số ha. Anh chị mình đi khoảng 10 phút là sẽ tới cụm khu công nghiệp Trung An nha. Còn từ vị trí của mình ở đây mà anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình anh chị mình đi là 60 cây số. Mình đi là khoảng 1 tiếng 30 phút là anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì anh chị nào mà có quan tâm tới cái căn nhà vườn này thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất quyền Trang Thái, để tụi em có thể dẫn anh chị mình đi xem nhà rồi mình gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá cả luôn ha. Giá là 2 tỷ 650 triệu nha anh chị. Cái căn nhà này thì cách đây cũng khá là lâu rồi, chị Trang của em có quay với giá là 4 tỷ. Nhưng mà bây giờ thì cận Tết cuối năm rồi, chủ cần vốn làm ăn cho nên nó là chủ hạ giá là còn 2 tỷ 650. Hạ giá sát nút luôn rồi đó ha anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết video của em nha.